Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình lớp nhận 60 tóc cần có ký hiệu là LMI nữa bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần link mô tả dưới video mới tới làm tất support đó bạn. Dự án này mình thấy cũng khá là tiềm năng nữa các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn xin follow Twitter nữa. Trên Twitter nữa các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn bắt đập lên nữa. Tiếp tục follow comment nữa, nữa các bạn theo dõi các bạn, sau đó các bạn nhấp vào một tweet nữa. Rồi các bạn like nè, các bạn sẽ dẫn vào tweet tăng về người bạn nha các bạn. Để mình dịch tweet nữa coi nó nói cái gì các bạn. Rồi bạn bắt up lên các bạn, sau đó thì các bạn join kênh seller nữa, join kênh group nữa, subscribe kênh YouTube nè. Rồi sau đó các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn join kênh group nè. Join kênh seller nè. Trên kênh seller đó mình lựng câu đôi bạn để chat mình không phải là người máy nha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm chat nè. Rồi các bạn bấm sau này rớp nè. Rồi các bạn bấm submit đi tên các bạn. Rồi bấm don. Rồi tiếp tục gửi đường link vào profile Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nè các bạn. Các bạn nhập avatar, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập vào ba cánh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ nhập liên kết nè, cho bot nè. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ bên bi sở mà trên bet 20 trên YouTube chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó bấm don nè, sau đó submit link tweet thì bấm ở Twitter tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè, các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó bấm balance đi chết số cần kiếm được. Ok, mình đã nhận được 60 tóc cần có ký hiệu là LMI nữa bạn. Rồi các bạn việc lên ghép mình sẽ trong bài những người thân để kiếm thêm tóc cần nha bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.